Mục vụ tiền và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề gắn máy lạnh trong nhà thờ. Một hội thánh kia còn gắn máy lạnh trong nhà thờ, nên vị mục sư đến gặp một chuyên viên để thảo luận. Người phụ trách hỏi vị mục sư một số câu hỏi liên quan đến diện tích của phòng nhóm, chiều cao, bao nhiêu chỗ ngồi, số người dự nhóm trung bình hàng tuần. Sau đó anh ta bắt đầu tính để xem phải gắn loại máy nào. Đang khi tính, anh ta vò tờ giấy quăng vào sọt rác và bắt đầu trở lại. Vị mục sư ngạc nhiên, có chuyện gì thế? Anh chuyên viên đáp, tôi đang nghĩ đến việc gắn máy lạnh cho một trạm hát thay vì cho một phòng nhóm. Vị mục sư hỏi, có gì khác nhau giữa việc gắn máy lạnh cho trạm hát và phòng nhóm thờ phượng Chúa chứ? Tôi nghĩ cũng giống nhau thôi mà. Anh chuyên viên giải thích, thật sự thì không giống nhau đâu mục sư. Với những gì được chiếu trên màn ảnh, chắc chắn sẽ tạo nên sự thay đổi vật lý trong người xem. Tim đập mạnh hơn, áp huyết tăng lên và nhiệt độ trong thân thể tăng lên. Mọi người sẽ nóng lên, cho nên cần phải gắn máy lạnh để hạ nhiệt mọi người xuống. Còn phòng nhóm của nhà thờ thì không khí lúc nào cũng lạnh lẽo cả, đâu cần gắn máy lạnh làm gì cho tốn tiền. Vô tình, người chuyên viên máy lạnh ấy đã mô tả đúng quan cảnh thờ phượng Chúa rất phổ thông trong các tín hữu tin lành khi hợp lại. Khi chúng ta hợp nhau để thờ phượng, chúng ta đến trong sự liên hiệp chính mình với Đức Chúa Trời, với Đấng Alpha và Omega, đầu tiên và cuối cùng, với Đấng tạo hóa của vũ trụ, với Đấng bảo tồn sự sống, Đấng ôm trọn cõi đời đời trong vòng tay. Cho nên, xin quý ông bà anh chị em, đừng để sự thờ phượng Chúa của chúng ta như là việc đi xem lễ, như là ra mắt Đức Chúa Trời toàn năng là Cha chúng ta. Cầu gốc suy gẫm, Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Giăng đoạn 4 câu 24, muốn thật hết lòng.